Thưa quý vị, vào mùa hè là thời điểm ở châu Âu có rất nhiều làng mở chợ đồ gỗ và người dân Bỉ thì rất háo hức đến những khu chợ này, không chỉ mua được những món đồ cần thiết với giá rẻ như cho mà họ còn được tận hưởng không khí náo nhiệt khi hoạt động này vừa được chính phủ liên bang cho phép mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lắng xuống. Hôm nay, tại ngôi làng nhỏ này đông vui khác thường. Người dân đổ về đây để đi chợ trời được tổ chức trên những con đường nhỏ. Bên lề đường, trước cửa nhà, tất cả đều là nơi họp chợ. Những cuốn sách cũ, những bộ quần áo đã qua sử dụng, cốc chén, đồ chơi, tất cả được bày bán tại chợ đồ cũ gia đình. Đây là nét văn hóa độc đáo, vừa có tính nhân văn, nơi khách hàng có thể tìm thấy những đồ dùng có ích cho cuộc sống hàng ngày với giá rẻ như cho. Thậm chí một số đồ được cho không. Khách hàng đều là các gia đình, người bán cũng vậy, là cư dân trong vùng. Họ bày bán những thứ mà gia đình không dùng đến. Không khí chợ vui như một ngày hội, đặc biệt sau hơn một năm bị hạn chế để phòng dịch. Tất nhiên, mọi người đều tuân thủ quy tắc đeo khẩu trang. Tôi vui lắm, tôi cảm thấy được sự tự do. Vậy là cuộc sống bình thường đã quay lại rồi. Trước đây, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và nhìn đường phố qua ô cửa sổ. Tôi không thể chịu được cuộc sống mà không được gặp gỡ, giao tiếp với bên ngoài. Giờ thì khác rồi. Hôm nay trời đẹp, tôi và mọi người đều rất vui. Được gặp nhau, được chọn lựa những thứ đồ mà mình cần. Mọi người đi chợ nhưng vẫn đeo khẩu trang để phòng dịch. Tôi thấy như vậy là rất tốt. Hơn 50% người dân đã tiêm vaccine rồi và dần dần chúng tôi sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường thôi. Với nhiều người, ra chợ đồ cũ mua bán chỉ là chuyện phụ. Chợ đồ cũ vào một ngày cuối tuần tươi đẹp giữa mùa hè là cái cớ để đi chơi, tận hưởng bầu không khí thoải mái sau hơn một năm bị hạn chế bởi các biện pháp phong tỏa. Chợ đồ cũ là một trong những hoạt động văn hóa của người dân Bỉ. Việc được tập trung đông người như sự kiện này cho thấy những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống lại coronavirus tại Bỉ. Hương Giang, thường trú trong Thông xã Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.